Mai lâu tới đó. Này, Thanh ơi, mày hẹn Mai mấy giờ đấy, lâu đấy, lâu đến cả mười. Cái thằng này, nó đang tới. Mà tao tán nó trước, hay mày tán nó trước? Trời ơi, đứng dần kia đi. Rồi tao sẽ hẹn nè. Mày làm gì thì làm, chứ mày phải nhớ em Mai là của tao đấy, biết chưa? Rồi. Mày làm cái gì đấy? Mày còn hỏi, hôm trước tao đã nói là tao mua cho mày cái bô rồi. Cái lúc mà mày gặp nó, mày đau bụng thì mới ư vậy. Chứ không, tao không nói. Mà nè, mày chắc chắn là của mày. Để đảm bảo cái hộp đi đúng, mà không phạm phải một sai lầm. Cái lúc mà tao đang bán, sẽ nói một câu cực chốt, cái mặt bay ra như một sói ca và cầm cái bô. Chốt như nào? Thì tới lúc đó tao nói rồi mày biết. Sao mai lâu thế nhỉ? Mai gọi, Mai gọi. Alo, Mai hả? Ừ, Thanh nè. Ừ, Thanh đến chỗ nhà kho sau vườn nè. Ừ, Mai đang đâu? Ơ, Mai bị lạc rồi. Rồi, Mai đang đâu? Rồi, để Thanh tới đó, ok. Thanh nè, bị lo cái trời vậy? Vô nhà. Bây giờ, tao đi đón Mai, nó bị lạc rồi. Cái lúc tao quay lại, tao kêu một cái là phải ra, rồi trốn đi. Tao đi ra. Yes! Thế là em Mai, sắp là của mình rồi. Mai ơi, anh sẽ vì em làm cha thằng bé. Anh sẽ ôm em vào lòng, như tiên nữ ôm cọc tre, như bưởi kẹp chuối tiêu, như số 6 ôm số 9 vậy. Cậu bảo muốn ôm Mai cơ. Bà nội làm gì ở đây đấy? Bộ không mặc, vì mặc bộ này Phong thấy giống bà nội của Phong lắm ạ. À? Phong thích bộ này à? Hay để Phong thay ra bộ khác nhá. À, vì thay ra bộ khác nhá, vừa rồi quá mà. Vì thay. Thôi nhá, tôi là tôi cảnh cáo bà, không được làm mù mắt đối phương. Tự nhiên bà ra đây làm gì? Đúng cái giờ gờ thì bị phá đám. Bực vờ lờ. Vừa biết hôm nay đi ra đây làm gì à? Đi ra đây để tỏ tình với Phong này. Tỏ tình mãi không thấy chán à? Vì phải làm gì để Phong thích Vi hơn đây? Để Phong bớt xa lánh phụ phang với Vi đây. Bây giờ bà đừng thích tôi đi, chắc tôi có cảm tình với bà hơn đấy. Thôi bà, đi về đi. Về đâu bây giờ? Nhà Vi nghèo, mẹ Vi phải đi làm xa. Căn nhà đang thuê bị người ta tịch thu mất rồi. Nơi này từ lâu đã như là nhà của Vi rồi. Chỗ Phong đang đứng ý, cũng là chỗ Vi hay ngủ đấy. Xích sang một bên đi. Đây, ở chỗ bà hay ngủ á? Thế bà cho tôi mượn cái chỗ này một tí đi. Một tí thôi, xong tôi trả lại luôn, thấy được không? Thì ý Phong là Phong muốn mượn chỗ Vi hay ngủ á? Vậy thì Phong sẽ ngủ chỗ Vi hay ngủ á? Thế thì chúng mình sẽ ngủ chung một chỗ á? Phong đợi một tí, Vi đi dọn để Phong mượn nhá. Đến là ngày mai. Chào mừng Mai đến nhà kho sau trường. Mà Thành thấy chỗ này cũng dễ tìm mà sao Mai tìm ra? Thì tại chỗ này lạ hoắc à. Mai đến trường có bao giờ thấy đến chỗ này đâu, toàn đến căng tin với lớp học thôi. Hôm nay Thành hẹn Mai ra đây là có một chuyện cực kỳ quan trọng muốn nói với Mai. Chuyện gì cơ? Mai qua đây đứng thì Thành nói. Thành muốn nói với Mai là... Thằng Phong đến đây chú vô kia kìa, Phong ơi! Lại đây! Nói gì? Cái chuyện mà mày muốn tỏ tình với Mai chứ gì? Thằng Mai đến cho mày. Mà có gì thành công, nhớ share cho anh em nha. Kể tao đi đây. Phong ơi, chuyện gì thế? Mày ơi, đau bụng quá. Mày ơi, đau bụng quá. Hôm nay Phong xong hành.
Phong có chuyện mình nói hay là mình đi dạo đi? Phong đi đâu đấy? Đi lấy xe. Phải là đi version train đâu mà ngồi ở toa cuối thế. Lên xe đạp. Tưởng tượng sâu quá à. Phải tí thì mới vừa với Mai chứ. Chẳng là hôm nay Phong muốn hỏi Mai là tối nay Mai có rảnh không? Mai á? Mai thì cũng không bận lắm. Thế thì từ tối nay mình yêu nhau cho bận đi. Phong đợi Mai lên hôm nay, Phong mới dám ngỏ lời, tại vì Phong sợ. Sợ gì cơ? Phong sợ Mai đồng ý. Tại sao Mai cứ ý mà Mai không chịu bật mí cho mình một tí? Tại vì Mai biết mí nên là chỉ biết cười ý. Mai mí là Mai không thích mình rồi. Tức là số 6 lại sắp gặp số 9 rồi. Cho thơm cái đi. Thôi. Thôi một cái thôi. Thôi. Một cái thôi. Thôi kỳ lắm mà bao nhiêu người đây nè. Thế làm sao? Một cái không chịu, hai cái mới chịu. Mai là người yêu mình nhá. Em ơi, nhìn đôi họ yêu nhau lãng mạn nhỉ? Họ thế là em muốn mang hết tâm tư xuống ở vô tư bản nhạc. Thế á? Thế á? Thế thì mình chuyển luôn nhé. Yêu đi, yêu đi. Bao nhiêu đêm dài, đêm trôi ngoài, đã bao nhiêu chẳng giờ hy vọng dài.
hiếm bao giờ để đắm say trong tiếng nhạc du dương, hồn xa theo bước ta ngân ngờ, dù ngàn kiếp ta vẫn chờ, chỉ cần có phút giây này trao yêu thương. Thật xa đâu tìm em bao la, mặc kệ đời chờ thật xa đâu, cho đi bao nhiêu hẹn về khỏi sương, thật xa đâu nơi đây bao xa để tìm lại mình ngày qua. Give me your heart, give me your love. Mùa đông bên anh sao thật dài, em đang đi đâu?